Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với tập 27 của Chelsea cái chơi lần này. Ồ, sao nhanh có vậy nhỉ? Chưa gì chỉ còn đúng 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã kết thúc series này rồi. Và giả lập 3 tiếng đã xếp hạng 1 với 1 năm trận thì đây là tất cả những gì mà mình nhận được. Cùng xem hôm nay sẽ có gì nào. BP thu gom được là 3 tỷ, nhưng các cầu thủ mình mở ra cũng gọi là may mắn. Nếu tính đi tính lại thì hôm nay mình cày được hơn 5 tỷ BP rồi đấy. Và đây sẽ là một số sự kiện free mà anh em cần phải lưu ý đầu tiên sẽ là ba Việt Nam Best. chắc nhiều anh em cũng biết rồi đúng không thứ hai sẽ là tỷ phú không còn quá xa lạ gì nữa và thứ ba sẽ là sổ tay nhưng cái này chỉ nhận được ít thôi và thứ tư sẽ là câu lạc bộ đa số phần quà đều không ngon giống kiểu động viên thôi và cuối cùng một sự kiện vừa mới ra mắt SVPL nếu hôm qua anh em không nhắc mình trên like chắc mình cũng quên mất luôn rồi đấy thời gian này sẽ là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện cùng một lúc dù bận thế nào ít nhất bạn cũng phải hoàn thành 3 trận đấu trên một ngày để có thể nhận được những phần quà giá trị nhất nhé và quay trở lại với đội hình thì hôm nay nhìn có vẻ hơi chán chưa thực sự có gì thay đổi hết và mình đang gom bp mua cầu thủ mới chất lượng hơn thôi còn về phần em rudiger hay hai toti thì căng đét mọi người à còn 3 ngày cuối cùng không biết là em nó có về được hay không cùng đón xem nhé và tổng kết dần đi là vừa 27 ngày đội hình 40 tỷ và 39 tỷ bp trắng một con số khá ổn định rồi À, có một điều mình muốn nhận xét về Gullit, mình đã dần quen được với Gullit SA rồi đó nha. Thật ra cũng không phải là quá dở lắm đâu, thật sự. Gurita đã phòng thủ rất hay và đặc biệt với một cái thân hình đó thì mọi người cũng biết rồi, rất khỏe luôn, nhưng riêng về phần tấn công thì chỉ ở mức tạm thôi. Thôi thì cứ dùng tạm trước đã, biết đâu mai mốt lại thấy hợp thì sao nhỉ? À, đúng rồi, thì hiện tại mình vẫn nhận trên cầu thủ cho anh em nhé. Nếu bạn có những con hàng khó bán như Ronaldo bắt tu bắt, Ronaldo MC nhưng bạn lại không có thời gian để căn, đừng ngại ngùng hãy nhắn liền cho mình nhé. Thêm một thông tin ngoài lề nữa là những chiếc áo Dototi vẫn còn nhưng chỉ còn lại một ít thôi, số lượng có hạn nhé. Và size còn lại là M và L. Nếu bạn đang mặc một trong hai size này nhưng không biết tìm mua ở đâu cho uy tín, hãy nhắn tin liền cho mình nhé. Và nếu đã xem được tới đây rồi, đừng quên để lại một lượt theo dõi giúp mình có thể hoàn thành mục tiêu mới là 75.000 lượt follow nhé. Và hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.